thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo giúp giảm cân khỏe mạnh. Nguyên tắc chung về chế độ ăn uống giảm cân cho tất cả mọi người là cần đảm bảo mức năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng tiêu hao nhưng vẫn đảm bảo đủ sức khỏe để làm việc, học tập. Việc bổ sung nhiều loại thực phẩm ít calo vào chế độ ăn có thể giúp kiểm soát vòng eo và cân nặng. Dưới đây là các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng ít calo giúp giảm cân khỏe mạnh. Thịt ức gà khoảng 85g, 134 calo. Thịt ức gà không chỉ là một trong những loại thịt ít calo tốt nhất mà còn chứa nhiều protein và chất béo, khiến nó trở thành thực phẩm hàng đầu với chế độ ăn kiêng giảm cân toàn diện. Thịt bò xay nạc khoảng 85g, 216 calo. Thịt bò xay là thực phẩm ít calo tuyệt vời để giảm cân vì nó đa năng, dễ kết hợp với nhiều công thức nấu ăn. Bạn nên chọn những miếng thịt nạc và thịt bò thăn hữu cơ ít chất béo để kiểm soát lượng calo tiêu thụ. Cá hồi khoảng 85g, 155 calo. Trong danh sách thực phẩm ít calo không thể thiếu cá hồi. Nó được coi là một trong những loại cá lành mạnh nhất. Không chỉ ít calo, mỗi khẩu phần cá hồi còn chứa nhiều protein và axit béo omega 3 tốt cho tim mạch. Cà chua 32 calo. Cà chua thường được sử dụng trong rất nhiều công thức nấu ăn khác nhau, từ súp đến salad, nước sốt và các món xào. Dưa hấu 46 calo. Dưa hấu là loại trái cây tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh. Dưa hấu có hàm lượng nước cao, cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất như là vitamin C, vitamin A hay kali.